Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau đây. Thúc đẩy chuyển đổi số để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Sơn La họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Trong tháng 4, các cấp các ngành địa phương trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, không để xảy ra những sự việc đột xuất bất ngờ. Nội dung được đánh giá tại phiên họp thứ 34 Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 15. Báo động tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động trong các công ty doanh nghiệp. Để giảm thiểu các cái tai nạn lao động xảy ra thì chúng tôi tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Sở Lao động Thương binh Xã hội để tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cái an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp và không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại phiên họp thứ 8, Ủy ban chuyển đổi số quốc gia diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 4. Tại trụ sở Chính phủ, dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ngành, các huyện thành phố, thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh. Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi số nhanh, hiệu quả, bền vững, toàn diện hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Chính phủ trong nhiệm kỳ này. Thủ tướng đánh giá quý 1 năm nay, chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách tạo khuôn khổ cho chuyển đổi số quốc gia được triển khai tích cực, hiệu quả, tạo nền móng cho phát triển cả 3 trụ cột: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Hạ tầng số, các nền tảng số tiếp tục được phát triển. 100% xã phường thị trấn có kết nối Internet băng thông rộng, kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan nhà nước. Trên 80% hộ gia đình sử dụng cáp quang Internet băng rộng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ, xác thực, làm sạch dữ liệu với 18 bộ ngành, 63 địa phương, 4 doanh nghiệp nhà nước, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh. Đến nay đã có gần 14,6 triệu tài khoản và hơn 46,2 triệu hồ sơ nộp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, gần 26,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 12.900 tỷ đồng. Kinh tế số, xã hội số tiếp tục có bước phát triển tích cực. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến của các bộ ngành địa phương tại phiên họp. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương, sự đồng lòng ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, đó là ưu tiên các nguồn lực bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược về phát triển chính phủ số, về phát triển kinh tế số và xã hội số, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ trong đề án 06. Thủ tướng yêu cầu các cấp ngành địa phương thường xuyên liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao công tác chuyển đổi số, bảo đảm hiệu quả và thực chất, tiếp tục thực hiện phương châm 3 tăng cường, 5 đẩy mạnh trong chuyển đổi số, gồm tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí quan trọng của chuyển đổi số đến người dân, doanh nghiệp, người đứng đầu, nguồn lực vật chất, tài chính, nhân lực phục vụ số, hợp tác công tư và đẩy mạnh về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, an ninh an toàn mạng thông tin. Thủ tướng tin tưởng chuyển đổi số sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam Thành ủy Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng. Dự cuộc gặp mặt có quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đại biểu đại diện cho hàng triệu cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các thương binh, bệnh binh, dân công hỏa tuyến từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Thường trực Ban Bí thư khẳng định, chiến dịch Điện Biên Phủ mang tầm vóc, ý nghĩa lịch sử to lớn, không những kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng 8 năm 1945, mà còn mở ra giai đoạn cách mạng mới, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc gặp mặt lần này là hoạt động sâu sắc, thiết thực, thể hiện đạo lý tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày 24 tháng 4, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ban An toàn Giao thông tỉnh. Tại hội nghị, đại diện các ngành địa phương đã tham gia ý kiến phân tích, chỉ rõ nguyên nhân gây tai nạn giao thông như ý thức tham gia giao thông của một số người dân chưa cao, nhất là tình trạng lái xe vi phạm tốc độ, sai phần đường, làn đường cho phép, vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy khi lái xe, việc kiểm soát tải trọng phương tiện và kiểm tra thực hiện quy định an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa chưa chặt chẽ. Trong thời gian tới, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ ngành địa phương và các cơ quan tổ chức liên quan tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông tăng trong quý 1 năm 2024, có báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và các giải pháp hiệu quả để khắc phục, tổ chức đoàn kiểm tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tại một số địa phương có tình trạng tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo phải quyết liệt, kiên trì hơn nữa trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề nghị các cơ quan đơn vị, các địa phương nhìn thẳng vào các vấn đề nổi cộm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua, đặc biệt trong quý 1 năm 2024, chỉ rõ các khó khăn vướng mắc, phân tích cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời đề xuất đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn, khả thi hơn trong thời gian tới. Sáng ngày 24 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo. Dự cuộc họp có đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lương Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan tố tụng của tỉnh đã kịp thời khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và thu hồi tài sản tham nhũng kinh tế đảm bảo theo quy định. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Nguyễn Hữu Đông cho biết, trong tháng 5 năm nay, Ban chỉ đạo sẽ tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, kết luận, cơ chế chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các cuộc họp, phiên họp của Ban chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Sáng ngày 24 tháng 4, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 34 Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Phiên họp được trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố. Trong tháng 4, các cấp các ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện các chương trình dự án và giải ngân vốn đầu tư công, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 19 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Trong tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.992 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 8,82 triệu đô la Mỹ, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, lữ hành và dịch vụ khác ước đạt 847,7 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 332 tỷ đồng. Đời sống nhân dân ổn định, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác cải cách hành chính được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết về tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2024, phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, sử dụng ngân sách nhà nước. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, quyết liệt hơn nữa trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng, tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai và chuẩn bị các phương án ứng phó với bão lũ, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu và Vân Hồ phối hợp với các sở ngành chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức thành công lễ công bố quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Mộc Châu, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Sáng ngày 24 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024. Tham dự tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các ban, Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và huyện Mộc Châu. Tại buổi tiếp, công dân Phạm Thị Khanh, trú tại tiểu khu nhà nghỉ thị trấn Nông Trường Mộc Châu, có kiến nghị về nội dung xem xét về việc thửa đất số 121, 121B, 155 tờ bản đồ số 97 có liên quan đến tờ trình số 110 ngày 7 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây dựng, quyết định số 730/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghị quyết số 175/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, công văn số 641 ngày 2 tháng 4 năm 2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu chưa có sự đồng nhất, thống nhất. Trả lời công dân, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu và các sở ngành có liên quan, rà soát đánh giá hiện trạng, tham mưu đề xuất việc giải quyết kiến nghị của công dân, có văn bản trả lời công dân Phạm Thị Khanh và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5. Ngày 23 tháng 4, huyện Phú Yên đã tổ chức hội nghị công bố hoàn thành công tác xóa nhà tạm giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành của tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, huyện Phú Yên có 564 nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa. Theo đó, huyện Phú Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huy động mọi nguồn lực thực hiện xã hội hóa của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ xóa 564 nhà tạm cho hộ nghèo, trong đó có 474 nhà được xây mới, hỗ trợ sửa chữa 90 nhà đảm bảo đủ tiêu chí 3 cứng, gồm tường cứng, nền cứng và mái cứng. Tổng số tiền đã huy động và nguyên vật liệu xây dựng ước đạt 20,48 tỷ đồng, trong đó nhân dân các địa phương đóng góp trên 5,18 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của huyện Phú Yên trong việc thực hiện công tác xóa nhà tạm trong giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã chung tay hỗ trợ huyện Phú Yên nói riêng và toàn tỉnh Sơn La nói chung trong công tác xóa nhà tạm. Yêu cầu trong giai đoạn tiếp theo, huyện Phú Yên tiếp tục rà soát các hộ nghèo cần hỗ trợ, tạo tiền đề cho các hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể cá nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên tặng giấy khen cho 14 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xóa nhà tạm giai đoạn 2021-2025. Chiều ngày 24 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện quý 2 năm 2024. Việc triển khai thực hiện lồng ghép huy động nguồn lực, thống nhất nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án cấp điện nông thôn. Dự họp có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các huyện, thành phố. Tổng nhu cầu vốn năm 2024 thực hiện chương trình điện nông thôn tỉnh Sơn La là trên 214 tỷ đồng, trong đó tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La trên 102 tỷ đồng, dự án các huyện làm chủ đầu tư trên 105 tỷ đồng. Ngành điện đầu tư phát triển công tơ mới là 6,5 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư cấp điện cho 10.156 hộ, trong đó đầu tư mới cho 6.278 hộ, nâng cấp đầu tư điện an toàn cho 3.878 hộ. Trong quý 1, Sở Công Thương đã tiếp tục thực hiện hoàn thiện thanh toán 6 gói thầu thi công xây lắp tại huyện Thuận Châu, Mường La, Mai Sơn, đã triển khai năm 2023 hoàn thành đầu tư cấp điện cho 4.357 hộ, giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp đang triển khai tại 13 xã của huyện Sông Mã, 7 xã của huyện Sốp Cộp, 5 xã của huyện Mường La, đầu tư cấp điện cho 2.860 hộ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại hai huyện Thuận Châu và Sốp Cộp, đầu tư cấp điện nông thôn với tổng mức đầu tư trên 78,9 tỷ đồng. Công ty Điện lực Sơn La đã phát triển công tơ mới cho 1.500 khách hàng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị các sở, ban ngành, thành viên, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp điện, tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La, chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện chương trình đầu tư cấp điện an toàn cho các hộ dân, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân tham gia đóng góp và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để dự án hoàn thành đúng tiến độ, hoàn thành hồ sơ thủ tục quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành của dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15. Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 24 tháng 4, hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ được lựa chọn từ các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, học viện, nhà trường do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã hành quân qua địa bàn tỉnh Sơn La. Đón tiếp đoàn tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trên 220 ô tô chở hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ xuất phát từ thành phố Hà Nội theo tuyến quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sơn La tới Điện Biên. Tại Sơn La, đoàn hành quân nghỉ ngắn tại huyện Vân Hồ, hạ trại, tiếp nhiên liệu, ăn trưa tại sân bay Nà Sản, trung đoàn 754 huyện Mai Sơn và nghỉ ngắn tại huyện Thuận Châu. Các tuyến thì từ công tác vệ sinh đón tiếp đến chỗ ăn, chỗ nghỉ thì chúng tôi chuẩn bị chu đáo dưới sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì hội đồng cung cấp các huyện, thành phố dọc tuyến đường 6 hay mà đoàn quân hành quân qua thì đều có sự chuẩn bị rất là chu đáo. Tại các điểm dừng chân trên địa bàn tỉnh, chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng của hội phụ nữ, đoàn thanh niên, giáo viên cùng tiếp đón, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ các điều kiện hậu cần. Sự nhiệt tình mến khách của nhân dân dọc tuyến đường hành quân và lực lượng phục vụ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cán bộ chiến sĩ hành quân. Khi chúng tôi đi trên đường ấy, thì các ông, các bà, các cô, các chú, rồi anh chị em chào đón rất là nồng nhiệt. Khi chúng tôi dừng nghỉ ấy, thì người dân địa phương đã mang quà bánh rồi là các loại hoa quả đến để tại rồi. Song song với việc đón tiếp chu đáo các đoàn hành quân qua địa bàn tỉnh đợt này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đang làm tốt công tác phối hợp với các địa phương, chuẩn bị tốt các điều kiện đón tiếp đoàn hành quân trở về sau lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, dự kiến từ ngày 8 đến 9 tháng 5 năm 2024. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La tổ chức chương trình tọa đàm Hát mãi khúc quân hành với sự tham gia của các khách mời là những người lính, những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm về trước. Tham gia chương trình qua câu chuyện của những cựu chiến binh trong thời kháng chiến đã tái hiện một cách sinh động những khoảnh khắc của lịch sử, những hy sinh mất mát thời kỳ kháng chiến. Những chia sẻ của các vị khách mời một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và những thành quả to lớn của quân và dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giành độc lập dân tộc. Với ý kiến của Bác Hồ là dũng cảm, không sợ hy sinh. Thế rồi của Đại tướng thì cũng bùi ngùi, có nghĩa là cũng nhớ lại anh em cũ. Đấy, không sao, có nghĩa là không tránh khỏi được. Thế là cái mất mát này thì thực ra Đảng và Nhà nước cũng rất xót. Và đồng thời bản thân chúng tôi là đồng đội cùng nhau, cũng rất thương anh em và nhớ anh em. Mà những ngày này thì lại càng nhớ lại. Qua những câu chuyện kể của những người cựu chiến binh càng cho thấy những cống hiến hy sinh của các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và chiến dịch biên giới phía Bắc. Những hy sinh, cống hiến oanh liệt của quân và dân ta như những khúc quân hành được hát mãi và trường tồn với thời gian, trở thành nguồn cảm hứng là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Tôi cảm thấy là rất là khâm phục và rất là tự hào về những người đã đi trước, và là một thanh niên đoàn viên thì tôi sẽ cố gắng học hỏi và trau dồi cho mình những kiến thức lịch sử thật tốt để sau này sẽ cống hiến được những điều tốt đẹp cho đất nước và tỉnh Sơn La. Chương trình tọa đàm Hát mãi khúc quân hành cũng là dịp để những chiến sĩ, những người lính đã góp một phần tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ gặp gỡ, ôn lại những ngày tháng chiến đấu hào hùng, đồng thời khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc của các thế hệ cựu chiến binh. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua cái nội dung này thì chúng tôi có điều kiện để tạo điều kiện cho các đồng chí cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia trên chiến trường Điện Biên Phủ được gặp gỡ, trao đổi, giao lưu với nhau, cũng như là giao lưu với thế hệ trẻ và các khán giả xem truyền hình để khơi dậy cái chiến thắng lịch sử và cái niềm tự hào của dân tộc Việt Nam đối với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 70 năm trước đây. Chiến thắng Điện Biên Phủ là điểm hội tụ kết tinh của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ 9 năm gian lao mà anh dũng. 70 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ không hề phai mờ mà ngày càng sáng tỏ. Những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 23 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh. Hơn 2.000 cán bộ quản lý giáo viên đã được phổ biến những điểm mới về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, hướng dẫn tổ chức kỳ thi, những lưu ý trong quá trình tổ chức kỳ thi, công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, giáo dục mầm non năm 2024, một số điểm mới trong quy chế đánh giá, chấm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục trực thuộc, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, theo hướng gắn liền với kết quả thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, trọng tâm là nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm. Kết thúc tập huấn, cán bộ giáo viên làm bài kiểm tra trực tiếp và trực tuyến về các nội dung đã được tập huấn, bảo đảm để cán bộ giáo viên nắm chắc quy chế, thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 năm 2024. Thưa quý vị, mới đây một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại công ty sản xuất xi măng và khoáng sản ở Yên Bái khiến 10 người thương vong. Vụ việc đau lòng trên đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động. Công ty cổ phần xi măng Mai Sơn, Sơn La, 70 công nhân đang lao động trực tiếp ở các công xưởng. Mặc dù dây chuyền công nghệ của nhà máy được đầu tư khá hiện đại, nhưng nguy cơ mất an toàn lao động vẫn có thể xảy ra. Bởi vậy, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì công ty luôn chú trọng tới công tác an toàn vệ sinh lao động. Đối với người lao động chúng tôi thì hầu như là chúng tôi vẫn cứ đặt an toàn lao động của chúng tôi lên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe. Chúng tôi thì gần như là anh em đây đều hỗ trợ cho chính mình những cái đồ bảo hộ thêm với công ty. Đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt chính sách chế độ bảo hộ lao động, trang bị đầy đủ nội quy lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị an toàn là những biện pháp cơ bản đang được các doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện. Mặc dù là đơn vị sản xuất kinh doanh nhưng công ty luôn quan tâm đến vấn đề chế độ và cũng như chăm sóc về an toàn vệ sinh lao động đối với người cán bộ công nhân viên của công ty. Cụ thể như về quần áo rồi thì các trang bị bảo hộ lao động cũng như an toàn vệ sinh lao động từ vận hành cho đến các coi như khi thực hiện trong dây chuyền. Theo thống kê của Cục An toàn Lao động, năm 2023, cả nước đã xảy ra 7.394 vụ tai nạn lao động, trong đó có 662 vụ tai nạn lao động chết người. Đây là một trong những cái con số đáng quan tâm của tổ chức công đoàn. Và chính vì thế thì để giảm thiểu các cái tai nạn lao động xảy ra thì chúng tôi tăng cường phối hợp với các cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt Sở Lao động Thương binh Xã hội để tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cái an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Tỉnh Sơn La hiện có trên 2.000 doanh nghiệp lớn nhỏ đang hoạt động với gần 20.000 lao động làm việc. Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn lao động, làm chết 2 người, bị thương 2 người. Để hạn chế những nỗi đau thương, sự mất mát do tai nạn lao động, thì trước tiên người lao động cần phải tự bảo vệ mình khi làm việc. Vâng thưa quý vị, vừa qua thì đã xảy ra vụ việc mất an toàn lao động tại một nhà máy sản xuất xi măng tại tỉnh Yên Bái đã làm 7 người chết. Điều này một lần nữa cảnh tỉnh cho chúng ta về vấn đề mất an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp hiện nay. Để làm tốt điều này thì ngoài sự quan tâm vào cuộc sát sao của các cơ quan quản lý nhà nước thì chính những doanh nghiệp và những người lao động cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công việc này. Tiếp tục chương trình với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Hiện nay đang có một vùng mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa to cho các huyện Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sóc Cộp, Thuận Châu và Mai Sơn. Và vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4, trên địa bàn xã Vân Hồ và Lóng Luông, huyện Vân Hồ đã xảy ra một trận dông kèm theo mưa đá trên diện rộng trong khoảng 15 phút đã gây thiệt hại một số công trình cơ sở hạ tầng, nhà ở của nhân dân. Nhiều diện tích hoa màu bị mưa đá làm dập nát. Cây ăn quả đang đậu quả, bị rụng. Hiện nay chính quyền địa phương đang xuống trực tiếp địa bàn để nắm tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La sẽ thông tin chi tiết vào chương trình sau. Ngày 24 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã vận động thành công đối tượng bị truy nã Trần Thị Hạnh, sinh năm 1968, trú tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, ra đầu thú sau hơn 24 năm lẩn trốn. Theo cơ quan công an, Hạnh và chồng là đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép 323,5 gam heroin bị Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phát hiện năm 2000. Do Trần Thị Hạnh và Nguyễn Văn Quyết, chồng của Hạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đã bị truy nã. Năm 2008, Nguyễn Văn Quyết bị lực lượng Công an Sơn La bắt, đã bị điều tra, truy tố xét xử và thi hành án xong vào năm 2021. Sau khi được lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân tuyên truyền vận động, Trần Thị Hạnh đã trở về địa phương và ra đầu thú vào ngày 24 tháng 4 năm 2024. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.